Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay vườn của mình mới sổ một cây phi điệp họng màu hồng hồng như thế này các bạn nhé. Cũng rất là đẹp, bông này khá là ok đấy các bạn. Nói chung là đẹp để mà nói về ngắm nghía đấy. Kết cấu bông thì khá là, vì hôm nay thời tiết nó không được nắng nên là cây nó không được căng, không được bay cánh như những hôm mà trời nắng ráo. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái cây điệp này rất là đẹp. Thực ra là hôm nay mình mới ngó nghiêng thôi, cứ trồng vớ trồng vẩn đấy, nó lại ra được cái cây nó màu như thế này. Rất nhiều cây mới có được cây màu như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy cây nó phát triển rất là khỏe. Có thể nói là một trong những cây phong lan phi điệp đẹp của trong vườn nhà mình. Mời các bạn chiêm ngưỡng. Bông cảm thấy rất là ok ạ. Nó rất là tuyệt vời. Vâng, thì hôm nay cũng khoe với các bạn là như vậy. Anh em có hỏi kỳ thì cũng xin lỗi các bạn là hiện tại là mình không có kỳ nhé, bởi vì đây có đúng một thân này. Nếu mà các bác muốn sưu tầm thì mình cũng có thể chia sẻ cái giống này cho các bác, bán luôn thân này cho các bác. Đấy, còn anh em là thực sự kết thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0987 829002. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.